Tiên đế trọng sinh, tập 33. Tô Thương nhếch miệng, sau đó trước mặt Nạp Lan Dịch biến thành Nạp Lan Dịch, rồi lại biến đổi về hình dáng ban đầu. Nạp Lan thiếu gia, nhìn rõ chưa hả? Chuyện này... Nạp Lan Dịch dừng lại một chút rồi chìm vào trong im lặng. Mấy giây sau, nghiến răng nói. Tô Thương, mấy ngày trước người giả mạo tôi không phải là anh chứ? Đúng vậy. Tô Thương khẽ cười, Nạp Lan thiếu gia, xem ra anh vẫn còn rất thông minh. Thật sự là tôi đã biến thành anh, giết chết cao thủ nước đê, lại cướp đi Hồng Liên đao từ trong tay quốc dật. Anh tại sao lại làm như thế? Nạp Lan Dịch nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ha, Tô Thương lạnh lùng cười nói. Nạp Lan Dịch, không phải anh luôn muốn giết tôi hay sao? Tôi chỉ đổ cho anh vài tội thôi chứ có đáng cái gì đâu. Vừa nói Tô Thương vừa chậm rãi đến gần Nạp Lan Dịch. Tô Thương, anh không được qua đây. Nạp Lan Dịch thấy vậy hoảng sợ đến mức thay đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng nói ra. Anh biết tôi 8 tuổi đã tập võ hay không? Tôi bây giờ đã là cao thủ tông sư. Thực lực của tôi bây giờ rất mạnh. Anh cứ qua đây nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tô Thương lạnh lùng nói. Nạp Lan Dịch, đêm nay anh chắc chắn phải chết. Từ khi anh bắt đầu lợi dụng Tô Cảnh Hàm và Triệu Văn Bân ngấm ngầm hại tôi thì trong đầu tôi đã bắt đầu suy nghĩ anh nhất định phải chết trong tay của tôi. Tô Thương dừng lại, trong tay ngưng tụ một chiêu thủy nhận, biểu cảm u ám đáng sợ. Tôi lợi dụng Tô Cảnh Hàm và Triệu Văn Bân ngấm ngầm hại anh lúc nào chứ? Tô Thương, anh đừng đổ oan cho người tốt. Tôi căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Nạp Lan Dịch cảm nhận được sát ý của Tô Thương nên đã bị dọa đến chân phát run, vội vàng giải thích. Hả? Tô Thương khẽ nhíu mày. Không phải anh sao? Không phải tôi. Tô Thương, tôi có thể thề, nếu tôi với hai người bọn họ tính toán hại anh, tôi sẽ chết không được yên lành. Nạp Lan Dịch đầu tiên là nghiêm túc thề thốt, sau đó van xin. Tôi cầu xin anh đừng có giết tôi. Bây giờ ông nội tôi đã chết rồi, nhà Nạp gia ở trong tay tôi. Tôi có thể cho anh nhiều tiền, rất nhiều tiền. Không cần giải thích, tôi tin anh cũng không cần phải cầu xin tôi, bởi vì dù sao bây giờ anh cũng bắt buộc phải chết. Coi như người sai khiến Tô Cảnh Hàm và Triệu Văn Bân hãm hại tôi không phải là anh, nhưng anh là người giật dây cho Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh giết tôi. Đối với người muốn giết tôi nhất định phải giết hết. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ thời gian chết của anh đến rồi. Vừa nói xong, Tô Thương vung tay lên, thủy nhận bỗng nhiên bắn vọt ra, trực tiếp phá vỡ cổ của Nạp Lan Dịch. Cổ họng bị phá vỡ, máu tươi phun ra 3 thước. Ứt! Nạp Lan Dịch không nói được một câu nào, cơ thể thẳng tắp ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Nạp Lan thiếu gia không phải là Nạp Lan Dịch thì còn có thể là ai chứ? Sau khi giết Nạp Lan Dịch, Tô Thương nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc ai là kẻ đã tính toán hãm hại mình. Rất nhanh, trong đầu anh đã xuất hiện một cái tên: Nạp Lan Minh Triết. Nhà Nạp Lan cả đời này tổng cộng có 3 thiếu gia. Nạp Lan Dịch là tên thứ hai. Bên trên có một người anh tên là Nạp Lan Vô Đạo. Bên dưới có một người em là Nạp Lan Minh Triết. Nạp Lan Vô Đạo không có ở Giang Bắc. Tôi là thiếu gia, với người này gần như không có cơ hội tiếp xúc. Có điều Nạp Lan Minh Triết thì anh có tiếp xúc qua mấy lần. Trong ấn tượng của Tô Thương thì Nạp Lan Minh Triết là một người khiêm tốn, hào hoa phong nhã, mà cơ thể lại khá yếu ớt, thường xuyên ho ra máu. Quan hệ giữa Tô Đại Thiếu Gia và Nạp Lan Minh Triết tuy không tính là bạn bè tri kỷ, nhưng cũng là bạn bè gặp mặt chào hỏi với nhau. Nạp Lan Thiếu Gia, trong miệng Tô Cảnh Hàm nói ra, lại là Nạp Lan Minh Triết sao? Tôi thường nhíu mày suy nghĩ, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Ha, có phải là anh ta hay không thì tìm cơ hội thăm dò thử là biết thôi mà. Về việc này Tô Thương cũng không để ở trong lòng. Bây giờ Nạp Lan tổ lão tổ chết rồi, nhà Nạp Lan giờ chỉ còn là trên danh nghĩa, cũng không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Còn người thực sự khiến Tô Thương kiêng kỵ nhất chính là cao thủ đã làm cho Tô Kiền Khôn bị thương. Lúc đầu Huyền Thiên Tiên Đế thuộc kiểu người tu chân cẩu thả, sau khi đến trái đất mới nhận biết được rằng sức mạnh của cao thủ luyện võ không ngừng thay đổi. Nhất là bà nội của Nạp Lan Dịch, bà già này đột nhiên xuất hiện, sức mạnh vượt qua tất cả những người luyện võ mà Tô Thương được biết. Trên trái đất này nhất định sẽ còn tồn tại rất nhiều người luyện võ tài giỏi. Tô Thương không bao giờ dễ dàng bộc lộ sức mạnh của mình, cho đến khi
biết được những kẻ có âm mưu hãm hại nhà họ Tô trước đó. Người đến bà nội của Nạp Lan Dịch, Tô Thương đột nhiên run lên, vội vàng đuổi theo hướng bà ta đã rời khỏi. Bà già này mạnh như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền phức cho mình. Tô Thương dự định thử tìm xem có thể có cơ hội để giết chết đối phương hay không. Thế là Tô Thương thuyền chuyển ẩn tàng khí tức, nhanh chóng đuổi kịp Tống Lệ Hoa. Giờ phút này Tống Lệ Hoa đã đuổi kịp Lưu Phàm Khuê chạy trốn trước đó. Hai người họ đang đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Nhưng có thể dễ dàng nhìn ra Lưu Phàm Khuê không phải là đối thủ của Tống Lệ Hoa. Anh ta bị đánh cho tháo chạy liên tục, nhưng giờ thì không thể lui được nữa. Lúc này hai người họ đều đã dùng toàn bộ sức lực của mình liều mạng đánh ra một chưởng. Sau đó Lưu Phàm Khuê liền ngã nhào xuống đất, há miệng phun ra một vũng máu, sắc mặt vô cùng tái mét. Tống Lệ Hoa cũng không được ổn, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Mặc dù không ngã xuống, nhưng trong miệng cũng tràn ra một vệt máu, hơi thở cũng rối loạn, rõ ràng cũng đang bị trọng thương. Chỉ bằng sức mạnh của cậu mà dám ảo tưởng tiêu diệt nhà Nạp Lan xong, ha, đúng là cái thứ không biết trời cao đất dày là gì. Tống Lệ Hoa xoa chùi đi vết máu trên khóe miệng, khuôn mặt lập tức trầm như nước, bước đi từng bước về phía Lưu Phàm Khuê, chuẩn bị giết chết anh ta. Lưu Phàm Khuê cực kỳ sợ hãi, nhưng anh ta đã mất đi khả năng chiến đấu, thậm chí cả đứng dậy cũng rất khó khăn, căn bản là không thể trốn thoát. Đi chết đi! Tống Lệ Hoa đi đến trước mặt Lưu Phàm Khuê, ánh mắt lạnh lùng, sát khí, giơ tay lên chỉ muốn hạ chưởng xuống. Nhưng vào lúc này Tô Thương dịch dung thành Tô Huyền Thiên bỗng nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, đồng thời sớm đã ngưng tụ thủy nhận trực tiếp phóng về phía Tống Lệ Hoa, định một chưởng giết chết bà ta. Thủy nhận của luyện khí tầng 3 ngưng tụ tản ra một uy thế kinh khủng, đi thẳng đến thân thể Tống Lệ Hoa. Tống Lệ Hoa đang định tấn công Lưu Phàm Khuê để chấm dứt hậu họa về sau, nhưng đột nhiên bà ta nhận ra được một sát khí rất kinh khủng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Không được! Tống Lệ Hoa cảm nhận được sự tồn tại của thủy nhận đang nhanh chóng bắn về phía mình, cho nên bà ta cũng không dám giết Lưu Phàm Khuê mà dùng hết sức lực để tránh né. Phập! Nhưng thủy nhận vẫn làm xước tay của bà ta. Chỉ trong nháy mắt, cả cánh tay của bà ta đã bị chém đứt, rơi xuống trên mặt đất. Như thể có nhìn thấy được rốt cục sức tấn công của thủy nhận khủng bố đến cỡ nào. Cậu là ai mà lại đánh lén bà đây? Tống Lệ Hoa đứng vững người, che lấy vết thương, không kìm được cơn căm giận mà gào thét lên, đồng thời ánh mắt dừng lại trên người của Tô Thương. Tôi là Tô Huyền Thiên. Tô Thương đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trầm lại, đón nhận ánh mắt của Tống Lệ Hoa một cách không hề sợ hãi. Tô Huyền Thiên sao? Ở chợ đen Cửu Môn, tôi đã từng nghe nói đến tên tuổi của cậu. Tông sư trẻ tuổi, mới hơn 20, quả thực rất mạnh. Tống Lệ Hoa căm tức nhìn Tô Huyền Thiên, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tôi đây không hề đắc tội với cậu thì phải. Tại sao cậu lại ra tay đánh lén tôi? Tại sao sao? Hà, bà là bà nội của Nạp Lan Dịch. Nhà họ Nạp Lan muốn giết tôi. Hai ông cháu đều bị tôi giết chết. Tôi còn có thể giữ lại bà sao? Nhưng bây giờ anh đang là Tô Huyền Thiên, đương nhiên không thể dùng lý do này. Vì vậy anh liếc nhìn sang Lưu Phàm Khuê đứng bên cạnh, thuận miệng nói ra. Người này thiếu nợ tôi 10 cục đá năng lượng. Anh ta không thể chết được, cho nên người chết chỉ có thể là bà thôi. Đá năng lượng sao? Tống Lệ Hoa nhớ ra, quả nhiên là có chuyện này, đột nhiên nói ra. Tô Huyền Thiên, thiên phú của cậu không phải yếu, nhưng dù sao cậu vẫn còn trẻ. Cho dù bây giờ cơ thể tôi bị thương nặng, còn gãy một cánh tay, vẫn như trước, cậu vẫn không có cách nào giết tôi dễ dàng được vậy đâu. Vừa dứt lời, Tống Lệ Hoa nhìn về phía Lưu Hồng Khôn, nói tiếp. Nhưng anh ta thì khác, tôi và cậu búng tay một phát là có thể giết được anh ta. Chi bằng như thế này đi, tôi cho cậu 10 cục đá, không, tôi cho cậu 20 cục đá năng lượng, rồi cậu rời đi ngay lập tức, thấy như thế nào? Hà, không được, bà coi tôi là loài người gì thế? Tô Thương nói ra. Tô Huyền Thiên tôi cả đời làm việc rõ ràng minh bạch, đường đường chính chính. Anh ta đã đồng ý cho tôi 10 cục đá năng lượng, tôi cũng đã đồng ý nhận rồi. Điều này tương đương với có giao ước, sao tôi có thể lật lọng được chứ? Bà, chịu chết đi. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Thương run lên, quanh người toát ra khí tức cực mạnh, dứt khoát ra tay. Thật ra anh không muốn nói nhiều, hai người ở chỗ này
anh đều muốn giết hết, không ai được phép sống sót. Tống Lệ Hoa thấy Tô Thương ra tay, trong nháy mắt biểu cảm bỗng nhiên nghiêm túc, cố nén đau đớn để ra tay tiếp chiêu. Sau đó Tô Thương và Tống Lệ Hoa đánh nhau, anh không những không trấn áp được Tống Lệ Hoa mà còn khó để đánh thắng được bà ta. Không ngờ rằng loại võ công này lại không phù hợp với cách thức tu luyện. Khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn sẽ có một sức chiến đấu mạnh như thế. Tô Thương thầm bất ngờ, nhưng trong lòng anh, võ công lúc trước chính là sự tồn tại rắc rưởi. Trong cảnh giới tu tiên, tầng thấp nhất là luyện khí, sau đó là trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Mà trong giới luyện võ thì là minh kình, ám kình, hóa kình, tông sư. Tô Thương chẳng qua chỉ là ở giai đoạn thấp nhất trong cảnh giới tu tiên, thậm chí chỉ là một tên tu tiên luyện khí tầng thứ 3 cỏn con, mà đã có thể đối phó với tông sư võ đạo hàng đầu của giới võ thuật. Cho nên anh đương nhiên sẽ không coi trọng cách thức luyện võ. Nhưng điều gì nên nói vẫn phải nói. Ở cảnh giới tông sư này, Tống Lệ Hoa vẫn là rất mạnh. Cho dù cơ thể bà ta có bị thương nặng thì Tô Thương vẫn phải đánh hơn 100 hiệp nữa mới có thể đánh bại được bà ta. Kết thúc rồi, Tô Thương bước về phía trước một bước. Vì đã có vết xe đổ của Tô Cảnh Hàm nên anh sẽ không chủ quan sơ ý nữa, trực tiếp ngưng tụ thủy nhận định một chiêu giết bà ta luôn. Sắc mặt Tống Lệ Hoa thay đổi rất nhanh, đôi mắt già tràn đầy sự kinh sợ, như thể mất đi năng lực né tránh. Nhưng chính lúc này có một dáng người xuất hiện rất nhanh lẹ, trước khi thủy nhận được tung ra thì đã cứu Tống Lệ Hoa đi mất. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, hai người họ đã biến mất trong bóng tối. Muốn chết sao? Tô Thương lạnh lùng cười. Trước đó anh đã phát hiện có người đang ở gần đó rồi, nên sau đó lại tung thủy nhận ra một lần nữa. Âm! Chiêu này đã đánh trúng người cứu Tống Lệ Hoa, nhưng người đó đột nhiên ném ra một quả cầu tròn, đồng thời nổ tung luôn trong nháy mắt. Âm! Theo bản năng, Tô Thương lùi về phía sau một bước, tránh được sức tàn phá của trận nổ này. Anh xua tay, xua bỏ khói bụi do vụ nổ gây ra. Nhưng lúc này Tống Lệ Hoa và người kia biến mất tiêu. Thực lực của người này còn mạnh hơn cả Tống Lệ Hoa. Anh ta chỉ muốn cứu Tống Lệ Hoa, không muốn chiến đấu. Nếu không thì mình chưa chắc đã là đối thủ của anh ta. Tô Thương đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng còn quyết định không mạo hiểm đuổi theo nữa. Ngay sau đó, ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người Lưu Phàm Khuê. Trong ánh mắt lóe lên một luồng sát ý, bước nhanh qua đó. Nhà họ Nạp Lan, chết tiệt, món nợ này tôi đã ghi nhớ rồi. Bây giờ tôi sẽ mời các cao thủ đến trước. 2 ngày sau, nhất định sẽ tiêu diệt nhà các người. Lưu Phàm Khuê không kìm được cơn tức giận mà nói ra. Sau đó nhìn về phía Tô Thương cảm kích. Cảm ơn ơn cứu mạng của Tô thiếu gia. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. 10 cục đá năng lượng đảm bảo sẽ giao cho bảo vệ của chợ đen Cửu Môn như đã hứa hẹn. Hả? Tô Thương nghe đến nửa câu đầu của Lưu Phàm Khuê, hai mắt bỗng sáng lên, liền thay lại ý định, thu lại sát ý mà bản thân vừa nảy ra. Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng vì đã năng lượng mà cứu anh thôi. Tô Thương đón nhận ánh mắt của Lưu Phàm Khuê, dò hỏi tiếp. Vừa nãy bà già kia thực lực thâm sâu khó lường, anh chắc chắn muốn tìm bà ta để báo thù sao? Đương nhiên rồi, bà ta đã giết em trai tôi, chà đạp lên sự tôn nghiêm của đất đê, nên buộc phải giết. Lưu Phàm Khuê vô cùng tức giận, sau đó khẽ cười. Tô thiếu gia, hôm nay cậu vì tôi mà đã đắc tội với bà ta, chắc chắn bà ta sẽ báo thù cậu. Nhưng cậu không cần lo lắng, tôi có thể mời tông sư hậu kỳ đến đây, giết bà ta dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không gây bất kỳ phiền phức nào cho cậu đâu. Tốt nhất nên như thế. Tô Thương gật đầu, mặt không chút biểu cảm, cười lại liên tục trong lòng. Để bọn họ tự chơi với nhau đi, ông đây sẽ không nhúng tay vào nữa. Tô thiếu gia, hôm nay cậu ra thay trượng nghĩa như vậy, tôi thực sự rất cảm động. Từ nay về sau, cậu sẽ là người anh em tốt nhất của Lưu Phàm Khuê tôi. Lúc này Lưu Phàm Khuê vô cùng cảm kích nói ra. Anh em tốt nhất sao? Thôi, bỏ đi. Anh em ruột còn bị anh hãm hại, tưởng lão tử đây không biết sao. 10 cục đá năng lượng nhớ mang đến chợ đen Cửu Môn đấy. Tô Thương không muốn nói chuyện với Lưu Phàm Khuê, nên vừa nói xong, anh đã nhún người rời khỏi khu rừng Đông Sơn. Tô thiếu gia đúng là một người tốt, cứu mình mà không cần báo ơn. Mình nhất định phải cho cậu ấy một bất ngờ mới được. Không phải cậu ấy muốn sưu tầm đá năng lượng sao? Cho dù mình có tốn kém đến bao nhiêu cũng phải tặng cho cậu ấy thêm 5 cục nữa. Lưu Phàm Khuê đưa mắt nhìn theo Tô Thương rời đi, nghiêm túc nói ra.
Ban đầu vì chuyện của buổi đấu giá mà anh ta thấy căm ghét Tô Huyền Thiên, nhưng bây giờ lại có ấn tượng vô cùng tốt với Tô Thiếu Gia. Thậm chí Lưu Phàm Khuê bắt đầu thấy cảm kích vì Tô Thương đã đấu giá cùng mình ở buổi đấu giá. Nếu không, bản thân mình cũng chẳng có liên lạc gì với Tô Thiếu Gia. Nếu như vậy, Tô Thiếu Gia chắc chắn sẽ không cứu mình. Bây giờ tàn sát nhà họ Nạp Lan thì không ổn. Mình lấy yêu đao Thái Chân về trước, sau đó lấy danh nghĩa hộ tống yêu đao Thái Chân về nước, rồi mời Tông Sư Hậu Kỳ tới đây. Để lúc đó, hủy diệt nhà họ Nạp Lan, chỉ cần búng tay một cái là xong. Nghĩ tới đây, Lưu Phàm Khuê liền rồi đi qua cánh rừng, rất nhanh đi tới nơi cất giấu yêu đao Thái Chân. May mà có Tô Thiếu Gia, nếu không thì mình làm gì có cơ hội để đến lấy yêu đao Thái Chân được chứ. Tô Thiếu Gia đúng là một người tốt, tốt nhất trên đời luôn. Lưu Phàm Khuê biết ơn với Tô Thương trước, sau đó đào đất tìm yêu đao Thái Chân. Nhưng sau khi đào lên, anh ta bỗng trợn tròn hai mắt, khuôn mặt sững sờ đứng ngay tại chỗ. Đao đâu rồi? Yêu đao Thái Chân đâu rồi? Lưu Phàm Khôn trợn tròn hai mắt, xác nhận hết lần này đến lần khác rằng bản thân không tìm sai chỗ, liền không kìm được cơn tức giận. Chắc chắn là bà già kia đã dương đông kích tây, tên cao thủ đã cứu bà ta, đã ăn trộm yêu đao Thái Chân của mình. Quá ghê tởm, nhà họ Nạp Lan, thù này không báo, ông đây thề không làm người nữa. Lưu Phàm Khuê vô cùng căm thù, tức quá hóa giận, liền rời khỏi chỗ đó. Một bên khác, bản thân Tống Lệ Hoa bị thương nặng, cũng không yên lòng về Nạp Lan Dịch. Khi đi qua lần lượt từng chỗ liền dừng lại một lát, kết quả đã phát hiện được thi thể của Nạp Lan Dịch. Tiểu Dịch, mình bị lắc lừa rồi, mắc lừa rồi. Người nước đê đáng chết, vậy mà dám dùng kế điệu hổ ly sơn, âm thầm giết cháu trai tôi. Thù này bà đây sẽ nhớ kỹ, đợi vết thương của bà đây lành lại, nhất định sẽ chém chúng mày thành trăm mảnh. Tống Lệ Hoa cực kỳ đau khổ, vô cùng căm ghét Lưu Phàm Khuê. Bà ta cũng tức giận cả Tô Huyền Thiên nữa. Theo bà ta thấy, nếu như không phải Tô Huyền Thiên, thì mình có thể giết chết Lưu Phàm Khuê một cách rất dễ dàng, rồi kịp thời trở về bên cạnh Nạp Lan Dịch. Nếu như vậy, thì Nạp Lan Dịch sẽ không phải chết. Tô Huyền Thiên, cậu chỉ vì 10 cục đá năng lượng cỏn con mà lại dám ra tay ngăn cản tôi, thậm chí còn gián tiếp hại chết Tiểu Dịch nữa. Người đắc tội với bà đây trước giờ chưa từng có kết cục tốt đẹp. Rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến cậu muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Tống Lệ Hoa nói với ánh mắt sắc lạnh. Bà chủ, vết thương của bà rất nặng nên quay về trị thương trước đi ạ. Lúc này một người áo đen đứng bên cạnh nói ra. Hắc Nô. Ánh mắt Tống Lệ Hoa dừng lại trên người áo đen, nghiến răng chất vấn. Dựa vào thực lực của ông, rõ ràng vừa ban nãy ông có thể xóa sổ Tô Huyền Thiên, tại sao lại không giết nó thế? Bà chủ, bà quá coi thường cậu ta rồi, cảnh giới của cậu ta tôi không thể lường được. Hắc Nô giải thích. Nhưng cậu ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi nên sớm đã có sự phòng bị, thực lực đương nhiên không phải là yếu đâu. Tất nhiên tôi không hề sợ cậu ta, lúc đánh nhau chắc chắn tôi có thể đánh được. Hắc Nô lo lắng nói. Nhưng trên người bà đang bị thương, tôi lo lắng đến sự an nguy của bà nên không muốn dây dưa với cậu ta. Bà chủ, chúng ta mau đi thôi, cánh tay của bà vẫn còn có cơ hội chữa lành. Ngay đến đây, Tống Lệ Hoa không muốn nói nhiều, nhanh chóng biến mất cùng Hắc Nô. Sau khi Tô Thương rời khỏi khu rừng ở Đông Sơn, anh đến chợ đen Cửu Môn trước, sau đó khôi phục về hình dáng cũ, lái xe đi thẳng về biệt thự ở cạnh sông. Về phần phiền phức mà Tô Huyền Thiên chọc phải thì có liên quan gì đến Tô Thương đâu chứ. Chỉ cần khôi phục lại diện mạo như cũ, anh lại là một tên đại thiếu gia ăn chơi trác táng, không hề học võ thuật, ai cũng không thể gánh anh với tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên. Bây giờ Tô Thương không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn tu luyện. Tống Lệ Hoa khiến anh cảm thấy áp lực không nhỏ, lại thêm cái tên cứu Tống Lệ Hoa đi nữa, cảm giác nguy hiểm của Tô Thương lại càng tăng lên. Tô Thương định trở lại biệt thự cạnh sông để luyện hóa hết sát khí bên trong yêu đao Thái Chân, tranh thủ thời gian đột phá lên luyện khí tầng thứ tư. Để lúc đó, cảnh giới tông sư là cái khỉ gì chứ, hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết. Nhưng anh luyện hóa yêu đao Hồng Liên đã mất 2-3 ngày, lần này chỉ sợ phải mất thời gian thêm vài ngày nữa. Ánh trăng trong như nước. Không lâu sau, Tô Thương đã tới biệt thự cạnh sông. Ai biết được Tô Thần Bình cũng đang ở đó, mà Quách Ý thì quỳ trên mặt đất,
hình như đang bị Tô Thành Bình quở trách. Đại thiếu gia, nhìn thấy Tô Thương xuất hiện, Quách Ý đang quỳ trên mặt đất nở một nụ cười gượng. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thành Bình, khẽ cười. Cha, sao vậy? Quách Ý đã làm gì sai hay sao? Tại sao cha lại trách phạt anh ta? Còn không phải vì cái đồ phế vật là mày sao? Tô Thành Bình hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Ta bảo nó âm thầm bảo vệ mày, nó thì hay rồi đó. Thế mà lại chạy về biệt thự cạnh sông này ngủ một giấc. Cha, cái này không thể trách Quách Ý được. Là con bảo anh ta làm như vậy đấy. Tô Thương giải thích. Mày sao? Tô Thành Bình liếc Tô Thương một cái, sau đó lạnh lùng nói. Được đấy, Tô Thương, đừng nghĩ đã có thể nịnh nọt được Quách Ý. Tình hình đại khái như thế nào, trong lòng ta đều biết hết. Quách Ý là thuộc hạ của ta, ta rất hiểu cậu ấy. Tuy không nói gì, nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy không hề xem trọng mày đâu. Tô Thành Bình nói tiếp. Hai ngày nay, ta bảo cậu ấy bảo vệ mày. Chắc chắn cậu ấy đã nhịn đầy một bụng tức giận. Vì không muốn làm việc này nên cậu ấy mới lười nhác, sa sút tinh thần. Còn mày, cái thằng nhãi con, mày chỉ mong Quách Ý đi theo mày. Có như thế thì mày ra ngoài tinh tướng cũng chẳng có ai bắt nạt mày nữa. Mẹ kiếp, cha, cha, thực sự là một người rất thông minh đó. Đến hoạt động tâm lý của Quách Ý mà cũng đoán ra được sao? Mặt Tô Thương đầy khâm phục, lập tức nhìn về phía Quách Ý, nháy mắt, đồng thời hỏi. Quách Ý, anh vì ghét tôi nên mới không âm thầm bảo vệ tôi sao? Quách Ý đương nhiên hiểu Tô Thương, liền giả bộ thừa nhận. Tôi đáng chết, xin ông chủ và đại thiếu gia trách phạt. Khốn kiếp, tức chết tôi mất. Cha, Quách Ý này không có trách nhiệm quá rồi. Đánh anh ta đến gần chết rồi đuổi ra khỏi nhà họ Tô đi. Tô Thương ra vẻ hung hãn nói, cho rằng cha sẽ không làm như vậy. Đánh cái ông nội mày đấy, Quách Ý là trợ thủ đắc lực của ta. Quả nhiên Tô Thương đã đánh đúng. Tô Thành Bình hùng hổ nói, thà đuổi mày ra khỏi nhà họ Tô, chứ ông đây sẽ không đuổi cậu ta đi đâu. Vậy thì phạt anh ta quỳ 3 ngày 3 đêm rồi tra tấn anh ta. Tô Thương nói tiếp, mẹ kiếp, Quách Ý có lỗi gì chứ? Tô Thương, chính mày mới là tên phế vật, còn không cho người khác khinh thường sao? Tô Thành Bình liếc Tô Thương một cách khinh bỉ, sau đó nói, Quách Ý, đừng quỳ nữa, cậu đứng lên đi. Về sau không cần bảo vệ cái loại phế vật này nữa. Vâng. Quách Ý thấy ông chủ cãi nhau với đại thiếu gia, trong lòng không vui mừng được, nhưng bề ngoài lại rất muốn ngăn cản, nên anh ta cảm thấy rất dằn vặt. Thôi đi, không bảo vệ tôi được thì thôi vậy, tôi còn cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng có sự riêng tư gì hết, đến cả quán bar cũng không tha. Cha, con đi nghỉ ngơi đây. Tô Thương thuận miệng nói, sau đó liền bước lên phòng trên tầng 3. Mẹ kiếp, cái thằng nhãi con này. Tô Thành Bình đưa mắt nhìn Tô Thương biến mất ở đầu bậc thang, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lòng tốt thì lại bị coi như lòng dạ lang thú. Mày không muốn để người khác bảo vệ nữa chứ gì? Được, lần này ông đây phải trị mày một trận mới được. Hôm nay tiểu thư thứ hai Lý Kỳ Kỳ của nhà họ Lý đến trang viên tìm mày mấy lần, cũng không biết tại sao mày lại chọc đến nó nữa. Ta thấy tính khí của nó hình như là muốn đánh nhau với mày đó. Tô Thành Bình cười cợt nói, bây giờ ta sẽ đem tin tức của mày nói cho nó biết, để nó đến đây nói chuyện với mày. Quách Ý, chúng ta đi, để thằng ranh này đếm mùi đau khổ đi. Nói xong, Tô Thành Bình quay người rời đi. Quách Ý không nhìn được sự vui mừng. Đại thiếu gia, võ công xuất chúng, người chịu khổ chắc chắn là Lý Kỳ Kỳ rồi. Nghĩ đến đây, Quách Ý liền theo sát phía sau Tô Thành Bình, rời khỏi biệt thự cạnh sông. Cha cũng biết đùa thật đấy, thông báo cho người khác để đánh con mình sao? Không phải hổ dữ, không ăn thịt con sao? Cha có còn phải là cha ruột hay không vậy? Sau khi về phòng, Tô Thương nghe thấy lời nói của cha, ngay lập tức sa sầm mặt xuống. Nhưng anh không hề để ý đến, mà ngồi khoanh chân lại, bắt đầu hấp thu sát khí bên trong yêu đao thái chân. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Tô Thương nghe được tiếng hai người con gái nói chuyện với nhau ở bên ngoài biệt thự truyền đến, liền biết đó là Lý Kỳ Kỳ. Còn có một cô gái nữa cũng đi theo. Chỗ này sao không có đèn soi nhỉ? Kỳ Kỳ, tớ sợ tối lắm. Điện thoại di động của tớ hết pin rồi. Lấy điện thoại di động của cậu, mở đèn pin đi. Điện thoại di động tớ tự nhiên hỏng đèn pin, quên mất, chưa mang đi sửa rồi. Sao lại hỏng vậy? Kỳ Kỳ, cậu chẳng biết thương tiếc điện thoại gì cả. Không thể xé tấm phim đó ra, rồi cứ lấy ra mà nghịch như vậy được chứ. Từ sáng đến tối, cũng không thể nghịch nó, sờ nó, sạc nó. Như vậy, không hỏng mới lạ đó. Xé tấm phim, rồi đeo lên sao? Sờ nó sao? Sạc nó sao? Tô Thương đang ngồi khoanh chân, nghe thấy thế nhất thời, liền mở mắt ra.
suýt chút nữa thì mất bình tĩnh. Cái quái gì vậy chứ? Sao Từ Ngữ lại táo bạo như thế chứ? Ngay lúc này, Lý Kỳ Kỳ cũng ý thức được trong lời nói trên Vũ Đồng ẩn chứa ý nghĩa gì khác. Ngượng ngùng đỏ mặt nói, Đồng Đồng, cậu đừng ăn nói lung tung nữa. Cái gì mà xé bao ra, đeo lên trên, rồi đâm, rồi rút. Thật ra khó nghe đó. Kỳ Kỳ, lúc vừa mới mua điện thoại thì bên trên đều có một lớp màng. Tớ chỉ nói là lớp màng trên điện thoại mới, đeo cái bao, chính là cái bao của điện thoại di động. Còn nữa, lẽ nào cậu cũng muốn dùng ngón tay chọt chọt vào màn hình điện thoại di động sao? Lẽ nào cậu không dùng đầu sạc điện thoại cắm vào điện thoại để sạc pin sao? Trần Vũ Đồng cười ẩn ý, nhìn Lý Kỳ Kỳ, nghịch ngợm nói. Bạn nhỏ Kỳ Kỳ, cậu hư hỏng quá rồi, không phải là đang liên tưởng tới... Tớ không có.